Hello tất cả anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với YBN TV. Thì ngày hôm nay thì nói chung hôm trước thì anh cũng đã nhìn thấy là tôi lên nhà thăm nhà của anh MC Hanh và anh Hải Anh ấy, hay còn gọi là chị Hạnh. Thì cái đấy mình gọi vui vui là ông không biết đấy đâu. Đó. Hôm đấy về thì được ông anh tặng cho mấy con rán Madagascar, mà mấy con rán này cũng khá là đắt đấy anh em ạ. Tầm vài trăm nghìn một đôi cơ. Lần trước tôi hỏi còn bao nhiêu, 400-500 ấy, đắt lắm. Bây giờ chắc là được sinh sản được nhiều rồi, nên cho nên là cũng rẻ đi nhiều rồi. Thì anh em nào quan tâm thì có thể tìm mua. Lại nó kiểu ngoắc ngoải ấy, tôi đổi với hôm khác nó lại trông bình thường. Đấy hiểu cầu gì, hôm nay đang bị đấy hiểu nó dính cái gì hay là bị vấn đề gì mà nó lại bị như thế đó. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một loài rán khổng lồ, nó có tên là Madagascar hissing cockroach, chắc là đọc đúng rồi. Nói chung là con này nó là như nghe cái tên các bạn đã biết là con này là nó sinh sống ở vùng đảo Madagascar. Tôi thề với các bạn luôn là bọn Madagascar con đéo nó cũng đẹp, nó có cực nhiều con đẹp, màu sắc sặc sỡ và trông rất là kỳ dị, kỳ lạ luôn. Nếu các bạn tìm hiểu về quần đảo Madagascar thì quá nhiều con đẹp, quần đảo hay đảo nhỉ? Rất là đảo. Đó, thì hôm nay, đây, con rán bên đây rất là to đúng không? Đấy, xin chị nó gì xin tít rồi. Đấy, cái tên hissing có nghĩa là con này nó zip, nó kêu zip lên là kiểu tiếng gió ấy, rất là hay. Đó, cho thở đây, ôm đây. Con này chân nó cực kỳ cứng chắc luôn các bạn ạ, như là cầm nó kiểu nó mấy cái gai này. Đấy, các bạn nhìn thấy mấy cái gai trên chân đấy không? Đấy, rất là nhọn và cứng luôn. Và mình cầm nó mình thì cảm thấy khá là đau. Ấy, mẹ lại rơi rồi. Đau quá. Cắn à? Không phải cắn mà là chọc tay vào cái gai ở trên chân nó. Đấy, bên ngoài ánh sáng thì nó không thích, nó khá là sợ. Nhưng mà đây cho vào túi thì nó im im rồi này, nó làm im luôn rồi. Bọn này thì phân biệt được cái khá dễ dàng. Mà bọn này đặc điểm hình thái rất là hay nhá. Bọn này tuổi thọ lên đến khoảng tầm từ 2 đến 5 năm, có nghĩa là khá là lâu. Và cái màu sắc của nó trông khá là kiểu như là nó trầm. Và nó nói chung là màu, tôi rất thích cái màu của này. Trông nó kiểu không bị nhạt ấy. Và bọn này nó chỉ là có đây cặp râu và không có cánh luôn. Bọn này nó không biết bay, nên là các bạn sẽ thoát khỏi cái nỗi sợ mà bị bọn rán nó bay vào mặt. Bọn này thì không biết bay và phân biệt được cái rất là dễ, bởi vì con đực nó thường có mấy cái sừng ở trên đầu dùng để chọi nhau ấy. Hai con đực trong một giờ cuối nó sẽ chọi nhau, nó sẽ húc vào nhau, và cho khi nào có một con lật ngửa thì là con còn lại sẽ thắng. Và khi nó thắng nó rít lên như đúng rồi, như một con chó điên để nó thông báo là bố mày thắng rồi, dị vãi luôn các bạn ạ. Và để giao phối với cả con cái. Thì đây là không có sừng này, thì là các bạn sẽ chơi con cái rồi. Sẽ bắt một con có sừng cho các bạn xem. Ui nó kêu đây. Kêu ve ấy nhỉ? Ui dồi, rơi rồi, ngu mãi, mùi chó. À, con đây. Con đây. Con đây. À, con này, đắp đắp con này vào. Đấy, các bạn nhìn thấy hai cái sừng nó lồi lên nhỉ? Trông rất là dị. Sừng này dùng để chiến đấu và nói chung là trông cũng khá là ngầu khi mà trông nó có sừng như vậy. Ui, trông nó lòi lòi như kiểu hai con mắt lên trên này nhỉ? Giống như cả hai con mắt này, và cái râu này và cái mồm này các bạn nhìn thấy, các bạn tưởng tượng đây giống như là hai con mắt này, nhìn tếu vậy này. Cực kỳ to luôn các bạn nhìn thấy chưa. Và nó rất là, nói chung là con này không có gây hại gì trong môi trường và không gây hại gì chúng ta cả. Nó giống như 99% các loài rắn khác. Nếu các bạn không tìm hiểu về rắn hay không biết, tôi cũng vừa tìm hiểu thôi, thì hóa ra là có cực kỳ rất nhiều loài rắn, và có đúng một vài loài là nó sống ở trong nhà chúng ta và nó ăn các chất bẩn linh tinh ấy. Và nói chung là chúng ta rất sợ là đấy không? Tôi cũng sợ rán mà. Lần trước nhớ có một lần kiểu đang chuẩn bị đi đâu xỏ dép vào, dẫm ngay bẹp con cái con rán. Mùi thối là nó bốc lên rồi kinh tởm, đéo chịu được, và vào rửa chân, rửa dép gấp. Từ đấy ám ảnh đến già luôn. Tôi cũng khá là sợ bọn các bọn rán ở trong nhà. Còn biết bay nó rất kiểu mà bỏ rất là nhanh luôn các bạn. Sợ vãi. Nhưng bọn này thì nó khác, nó không đáng sợ như vậy. Nó cũng khá là phổ biến để làm vật nuôi. Là bọn này về thức ăn ăn uống ấy thì nó chỉ cần ăn lá cây này và rau
và lá rau và củ quả các kiểu, và một số hạt các thứ, hạt thức ăn và dầu protein, ví dụ như hạt cho chó mèo các kiểu, cho vào nó cũng ăn được, rất là dễ luôn. Và rất là nhìn nói chung là rất là hay các bạn, và trông nó cũng không giống rán bình thường nhiều lắm. Nên là anh em nào mà sợ rán thì có thể nuôi rán cho đỡ sợ. Bí quyết để vượt qua nỗi sợ là sợ con gì nuôi đấy, cho nên bây giờ tôi đéo sợ con gì cả. Bọn này thì là loài sống ở đêm, cho là bình thường hay ẩn nấp ở dưới các tớp lớp lá vụn ấy, và mấy cái vỏ gỗ bị bóc trong bóc bong bong chóc ra thì nó sẽ chui trong đấy, nó nằm vào, nói chung là môi trường ẩm thấp và tối đó. Ban ngày nó sẽ trốn ở trong những khúc gỗ mục nát các thứ, và ban đêm nó sẽ mò lên để nó tìm đến các cái kiểu các thứ đang bị phân hủy, các thứ trái cây hỏng thối ấy, hoặc là rác động vật hay cái gì đấy, nói chung là rác thải và những vật bị phân hủy thì nó sẽ đến để nó dọn dẹp. Đây là một cái công nhân rất là cần mẫn trong việc dọn dẹp để góp phần cho hệ sinh thái tốt lên đó. Cho nên là anh em đừng có kỳ thị loài rán quá, những con rán danh rán nhà thì kỳ thị thôi, bọn này thì cực kỳ tốt và giúp đỡ được cho hệ sinh thái và môi trường rất là nhiều. Cho nên là đừng kỳ thị bọn này nhá. Rán nhà thì kỳ thị được, rán nhà thì đập chết mẹ luôn đi, đỡ cần để ý đâu. Bình thường là nó hay rít rít ý, là nó hít thở, nó rít bằng cái mấy cái lỗ gió ở bên hông bên người này, và hình như bên trong này có hình xoắn ốc các thứ thì nó sẽ kêu lên thành tiếng rít rất là rõ, nghe cực kỳ rõ luôn các bạn. Các bạn có nghe thấy tiếng rít của nó không? Ê, để máy ra đây để nghe tiếng rít cho rõ này. Đấy, nó rít trong những trường hợp gặp nguy hiểm hay là chiến đấu hay là cái gì đấy. Nói chung là nó rít nghe nó khá là lạ và đặc trưng. Nó rít theo kiểu giống như là rắn nó xì xì ấy, giống cũng kiểu như thế, kiểu nó khó chịu hay là nó sợ chứ gì đấy, nó sẽ xì ra để nó đe dọa. Nhưng mà cái này tôi thấy đa số trường hợp là không thành công, vì rít thì vẫn cứ rít, là bọn nó ăn vẫn cứ ăn. Bọn này thiên địch các thứ thì nó cũng giống như là các con vật khác thôi, là chim này rồi chuột rồi bò sát kỳ nhông các kiểu thì sẽ ăn bọn này. Bọn này ăn khá vừa mồm các bạn ạ. Lần trước tôi nhớ tôi có một con kỳ tôm size 9x ấy, nó to đéo chịu được, cho ăn dubia. Cảm giác đéo thấm luôn, bởi vì dubia nó chỉ to bằng một nửa con này thôi, cho ăn ngập mồm đéo thấm luôn. Nhưng mà cho ăn con này thì chắc là cho ăn được vài con là no luôn rồi, nhưng mà cho ăn vài con này thì bữa ăn nó thành lên đến vài trăm nghìn, là ăn sang hơn của mình rồi đấy, ngang mình đi một bữa buffet rồi đấy. Để hiểu con này chắc là cũng chỉ nuôi để chơi thôi, chứ còn cho ăn thì nghe chừng hơi bị căng, và không biết cái tỷ lệ dinh dưỡng của con này như nào. Như tôi đã nói thì bọn rán này, cái tên của nó đã nói lên tất cả rồi, Madagascar hissing. Đây là con này đặc điểm hay nhất và đáng chú ý nhất của con này là bọn này nó có thể kêu lên nghe rất là lạ, và hình như là cháu con rán nó kêu được, ngoại trừ cái bọn hissing này đã kêu rồi. Ai làm gì mày, bây giờ mang con rán này đi mà dọa chị em phụ nữ thì mẹ chắc là ngất mẹ luôn. Bọn này khá là to các bạn ạ, các bạn cứ cảm tưởng như là đang nuôi con ve ấy, thì con này trông cũng gần giống mà, và nó kêu cũng nghe giống giống. Ý. Về môi trường nuôi các bạn chỉ cần, nhưng mà lót giấy là không lót gì cũng được. Tôi ở đây tôi trải một lớp mùn dừa để cho nó đẹp đẹp, và lắp và để thêm một vài cái khay trứng mềm mềm ấy, mà người ta hay để nuôi dế ấy. Các bạn cho vào để cho nó chui vào đấy nó chơi. Tôi thì chưa đi xin được thì chưa có. Còn đấy cũng như thức ăn thì tôi đã nói là chỉ cần mẹ cho ăn hoa quả thừa, cái thứ rau thừa vứt vào cho nó ăn cũng được, và hoặc là mẹ cho ăn hạt thức ăn khô luôn cũng được. Bọn này rất là dễ chịu, nhưng mà bọn này cũng như kiểu nó kể cũng được. Đít nó lòi ra. Đấy, đít lòi ra để làm gì nhỉ? Con này đít nó có lòi đéo đâu. Có một con đây con cái này đít lòi này. Dị vãi. Ai làm gì mày đâu? Bụng to to này, chắc con này chuẩn bị đẻ rồi. Thích vãi. Bọn này thì nó thường hoạt động trong môi trường kiểu nóng nóng ấy. Cho nên là ví dụ trời lạnh các thứ thì nó cũng hoạt động ít đi, và nói chung là cũng có thể dễ chết nếu mà trời lạnh quá. Cái này là nếu mà nuôi thì anh em để trong cái phòng ấm là được. Và ví dụ như thả ra nhà thì nó sẽ thường mấy chỗ ấm để nó nằm, kiểu như là sau tivi, sau tủ lạnh cái thứ ấy. Đấy. Ếch kêu. Ui con này, chính là con này còn bé hơn cả con ếch cơ. Đây tôi sẽ bắt một con ếch ra cho các bạn xem, là so sánh giữa con này và con ếch. Con này còn bé hơn, con này còn to hơn cả con ếch cơ. Gì vậy? Đây là cái bể ếch của tôi. Bây giờ cắm đèn này. Đây là tôi nuôi ở phòng, tôi ở cái chỗ studio, phòng tiếp khách, để đây cho nó đẹp. Đây phải
phải cho một cái chặn này vào, không chẳng may con ếch nó bé quá nó có thể chui được. Cái hở nó hay cái này. Ếch rồi nhỉ? Ếch rồi. Ếch rồi. Ếch rồi. Vừa kêu mà. Ra đi em ơi. Để gọi này, ếch nó lại chui trên trên này. Ra đi con. Đây, ở dưới này. Mẹ chui, mẹ nhảy lên. Nè, xuống kỹ ghê nhỉ. Đây chưa. Bắt khó đấy. Các bạn, tôi không dám bắt vì sợ tún mà nó bóp chết nó ấy. Đây, con ếch đây các bạn ơi. Rất là béo, tôi nuôi khá là lâu rồi. Từ đặt clip trước tôi quay cho các bạn xem ấy. Bây giờ nó thành con đánh ngương con mẹ rồi, béo vãi. Đây, bây giờ bỏ ra cho các bạn so sánh giữa con ếch này và con rắn Madagascar. Con rắn nó bò lên đâu? Rắn ơi, con ếch nó bé hơn được con rắn, chắc may hơn. Đang chê nó như là nó dỗi ấy. Đấy các bạn nhìn thấy thức ăn to hơn. Đây là kiểu ngập mồm thức ăn mà nếu ăn được, thế là ăn được luôn. Các bạn cứ cảm tưởng như là các bạn đang có một cái bánh mì mà bánh mì nó dài khoảng tầm 3 mét gì đấy, và cái thân bánh mì nó to bằng người mình. Nếu có thể là cảm được luôn. Nhìn một cười vậy. Ra mang con ếch phế vật này. Các bạn nhìn con ếch này tôi chăm này, nó ăn bao nhiêu sâu. Thế là người nó béo đéo chịu được. Đây rồi ếch trèo lên nữa. Ếch đây, mày đứng con rắn đi ra. Trèo lên đây. Này không? Con rắn lại, ức cứ chạy. Ếch nó dính bùn rồi. Thế mà ếch bảo không? Ếch bật quá. Ếch ơi, lên đây, đứng ở đây. Ngủ thế, dính bao nhiêu mùn rồi. Từ đây lại ức. Nghĩa là con này lại chơi, lại rơi rồi. À, nó dậy. Ủa, con này to đấy, con này to nhất trong các con của tôi rồi. Đây là một cuộc đấu. Nào, vào đây, mày húc đi. Mày húc nó cho bố mày xem. Cho mày cưỡi. Nó cưỡi rồi. Con ngã, con thì nhảy đi. To nhỉ, con này to hơn hẳn con vừa nãy tôi cầm luôn các bạn. Úi giời. Chết chà. Luôn. À, bán lên người rồi. Nó nhảy nhẹ đi, nó sợ đấy. Thôi, cất con ếch này đi. Ếch này trông có vẻ khổ thân lắm. Thức ăn là lên tận mồm mà thức ăn to vãi mà đéo ăn được. Các bạn nhìn thấy là rắn này rất là to. Các bạn sắp đựng đỡ rồi, cho chọi đây. Coi làm chọi không? Vừa nói xong nó chui ra luôn. Quả bố mày nhận lời thách thức. Cho chọi à? Ui, con này bé hơn hẳn con này luôn. To nhất cả luôn. Nó rơi rồi. Con này chắc là đầu đàn đầu rồi. Ok các bạn ơi, vừa xong tôi đã giới thiệu với các bạn cái loài rắn Madagascar hít sinh rất là to này. Tôi trông khá là đáng yêu ấy. Anh em nào muốn làm pet thì có vẻ tìm mua này cũng đắt đấy, mấy trăm nghìn một đôi đấy. Và cho nó đẻ ra. Nhìn hai phết này, có sừng này, chọi nhau các thứ. Đây tôi chưa quay được cảnh chọi nhau. Thì tôi vừa mới lấy về đang thử nuôi xem như thế nào. Trông hay vãi. Ok anh em tạm biệt anh mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Chào tạm biệt. Cắn phát không biết là nó ra vị gì. Nhưng mà sợ cắn cái gai ở trên chân nó chọc vào lợi ở đâu đó. Còn cứ được đi ạ. Tạm biệt mọi người.